Garena. Chào mừng tất cả các bạn khán giả đang theo dõi giải đấu Yomos VFL Spring 2023. Giải đấu được tài trợ bởi nhãn hàng Yomos, thức uống từ sữa chua lên men tự nhiên và nước trái cây sẽ giúp cung cấp năng lượng cho các tuyển thủ chiến đấu hết mình vì một cú buya, một cảm giác rất Yomos. Và đây là những quả mưu đạn từ Mr. 07. Mr. 07 làm tốt, Milan chống trả tuyệt vời, nhưng Heavy chỉ có hai người. Đó là một tình huống chống trả rất tuyệt vời của Heavy, nhưng 2-4 là quá khó và đó là thắng lợi rất dễ dàng dành cho bên phía God of War. Họ sẽ dựng nhau dậy, họ sẽ tiếp tục tiến vào trong khi đó phía trong này thì The Ghost đã nằm xuống, WAG đã không thể nào phòng ngự được trước những va tràn lên đến từ đối phương. Trong khi đó phía bên này thì Eagle Esports, những chú đại bàng đang bắn gục Team Fox. Họ đang có một lợi thế cực kỳ lớn, chỉ mất một người Laser God mà thôi. Đặc Lớp đang di chuyển tạc cảnh, Bloody không chịu phản ứng gì với pha tạc cảnh của Đặc Lớp cả. Eagle Esports giải quyết Team Fox nhẹ nhàng quá và họ vẫn còn rất nhiều thời gian để tiến vào bò. Nơi phía trong này God of War cũng đã vào, như vậy chúng ta sẽ còn khoảng 2-3 đội mạnh. Eagle bị bắn gục rồi, God of War xả súng xuống, Eagle chịu không nổi, họ còn nghe anh và Đắc Lớp. Flash cũng đã dừng chân, góc di chuyển này không thực sự thuận lợi dành cho Đắc Lớp và Diane, bởi vì ngay phía trên nếu họ di chuyển lên thì đã có God of War đứng đợi sẵn. Đội nào sẽ giành Buya, một cảm giác rất chua bớt, đều phụ thuộc rất lớn vào mò. Nếu nó co lên đồi, đây sẽ là cơ hội dành cho God of War và Eagle Esports. Còn nếu không sẽ là các đội tuyển còn lại. Vòng mò đang cảnh báo, vòng mò đang chuẩn bị thua vào, vòng mò vẫn chưa hiện lên. Và đây sẽ là giai đoạn giao tranh mà God of War có quá nhiều lợi thế. Mr. 07 đang được xả súng và anh ta xả spot. Đắc Lớp không chống nổi nữa rồi, ở dưới kia có quá nhiều sát thương, thêm cả Vgaming, thêm cả WAG đang tấn công vào nhau ở phía bên cánh trái nữa. Vị trí Mr. 07 bắn quá tuyệt vời, họ có cho mình đó là một cái cột điện, một cái trụ bê tông không thể phá hủy. Còn tường bom keo của Eagle Esports thì có, và liên tiếp những pha bắn chuẩn chỉ đi qua cùng với những người đồng đội đang tăng số kill một cách chóng mặt. Bây giờ thì trước mặt họ là những con mồi mà thôi, nhưng lúc vấn đề là nếu như những con mồi này cùng tràn lên cùng một lúc thì câu chuyện có thể sẽ rất khác. Vgaming đang nhìn thấy rằng God of War đang bắn về phía Eagle Esports, cho nên họ cũng muốn tiến lên, nhưng đội hình của God of War đang chia người ra rất tốt. Họ đang đánh bắn cả hai chiến trường, và cả hai chiến trường thì bên phía God of War đều đang làm tốt. Vgaming bị cầm chân, Eagle cũng bị cầm chân, Đi Quang đang đẩy lên với sự hỗ trợ của đồng đội của mình. Đi Quang đang tràn vào một cách vô cùng dũng mãnh, và Khao Quang hồ mạnh lên và bắn vào hai đội hình của bên phía Eagle, và anh ta đã gục ngã, nhưng Eagle cũng đã nằm. Đi Quang quá xuất sắc, bầy sói đang đứng trước cơ hội để có được Buya, một cảm giác rất Yomos của mình. Bây giờ đối thủ duy nhất họ cần phải quan tâm chính là Vgaming. Đại bàng đã xong thì những cánh chim vàng cũng sẽ là nạn nhân chăng, và cả WAG nữa. WAG gục ngã, bầy sói càng quét tất cả mọi thứ, và chắc chắn sói thần sẽ có được Buya, một cảm giác rất Yomos của mình. Quan tạc kêu cho Mr. 07, những pha chấn tự trong tuyệt vọng của Vgaming xin chúc mừng God of War. Buya, một cảm giác rất Yomos dành cho sói thần. Nhanh càng tốt, không thể dây dưa nữa. Minnow tạc cảnh tốt, Minnow khiến một người nằm xuống, Minnow bắn quá hay trong pha này, hai thành viên của Vita bắt nằm, và cơ hội quá lớn dành cho bên phía của Heavy, chỉ còn một mình Sunny. Sunny đi luôn, và đó là Heavy chạy nhất với 7 kill. Chắc chắn là như vậy rồi, mất đi phú đài khiến cho đội hình của Heavy chỉ còn có 3 người thôi, nhưng bắn vẫn rất cháy. Bên phía Team Flash không chỉ truy đuổi một đội hình, họ đang truy đuổi 2, đuổi 3 đội hình với từng ngày những gì đang có. Vị trí của Xin bắn sẽ là rất đau, FBTC bay màu luôn, kèm với đó là món quà Heavy ở phía dưới. God of War cũng chỉ còn có 2 người. Heavy đúng kiểu lập nắm mối tối năm top 3 khi mà không còn bất kỳ điều gì để họ có thể tiếp tục di chuyển được nữa cả. Quyết định là sẽ không lên, một mất một còn với Team Flash. Nhưng đây là một Team Flat có 6 kill, một Team Flat đang cực kỳ mạnh mẽ, một Team Flat đang có sự chuẩn bị, và là một Team Flat ở vòng bò cuối cùng. Họ sẽ gạt đi tất cả các đội tuyển còn lại để lấy cho mình Buya. Đó là điều sẽ diễn ra, và lúc này Minnow là niềm hy vọng cuối cùng của Heavy. Ngất đi từ phía trên bắn xuống, liệu Minnow có đảm bảo điều kỳ diệu hay không đây? Anh ta và Bell đang có phần cạnh tranh, mà đó là Heavy nằm xuống, rất tiếc cho Heavy. Họ chỉ dừng trên cái top 2 và Buya một cảm giác rất vô bó thuộc về Team Flat.
Như vậy là SBTC đã giải quyết được thứ mà họ muốn giải quyết nãy giờ, đó là Gunner. Sau đó thì họ sẽ rảnh tay hơn để tiến vào đối diện với VGaming. Lúc này họ cũng đang ở trên mặt đất, nhưng cũng đừng quên rằng God of War đang có phải chuyển. God of War đang có vị trí rất tốt ở trong vòng quay. Bắt một bên phía SBTC sẽ phải công lên. Họ có làm được hay không thì God of War tràn tới sói thân lên tiếng và Neo là người đầu tiên nằm. Bên phía của SBTC đang gặp quá nhiều nguy hiểm và tôi nghĩ rằng họ không chống đỡ nổi. Mây sói này nó đang khủng khiếp quá, phong độ của God of War đang cao quá. Những quả nét trái phía Tyson, Tyson bay kêu và SBTC chỉ còn lại đúng một người mà thôi. Trong khi đó thì God of War vẫn còn đầy đủ thành viên. Không biết cái gì nhập vào God of War ngày hôm nay mà họ vẫn bay đến như vậy. Họ đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, hay nói chính xác hơn là nạn nhân tiếp theo, và đó là những cánh chim vàng VGaming. Tôi chỉ thấy bên phía của VGaming đang nằm xuống la liệt. Đi Quang là người đang tiến vào. Hay Don Quang cũng đã bị bắt luôn. Như vậy là God of War sẽ càng quét tất cả mọi thứ. Thật là khủng khiếp, một cơn bão mang tên sói thần Buya, một cảm giác rất vui thứ hai cho họ. Có M79 và đó chính là cái chốt hạ trong giao tranh vừa qua. Vị trí Eagle Sport không thở nổi với quá nhiều sát thương đến từ M79 trong tay của Sin. Chưa kể là súng sạc của Jasmine cũng quá là chí mạng. Và Eagle Sport chính thức rời cuộc chơi top 8 rồi. Như vậy là team Flash đã bất ngờ, họ không bị kìm chân ở phía bên ngoài để mà họ đã tìm được đường vào, và đường vào của họ cũng khá là thoáng, vị trí của họ hiện tại cũng rất là đẹp. Các đối thủ mạnh cũng đang rụng hơi rất nhiều những nguồn tài nguyên rồi. Cụ thể như bên phía SBTC chỉ còn lại hai người mà thôi và vẫn đang bị kìm chân bởi Step Up. Step Up bắt đầu có những pha di chuyển, Hen là người lao lên trong pha này nhưng anh ta chưa tìm được góc để tiếp cận. Anh ta nhảy xuống sau lưng của Sandy, nhưng Sandy cũng đang nhảy tốt. Sandy đứng bên ngoài vòng bo, vòng bo đang đấu anh ta, có vẻ Sandy không thành công và ta đã nằm xuống rồi. SBTC giữ được mình đã trong top 5. Vừa rồi thì bên phía Startup dừng chân ở vị trí top 6. Sau đó thì bên phía BAC họ chắc chắn phải giữ vững vị trí này. Vị trí này vẫn đang khá đẹp. Phía bên ngoài còn rất nhiều đội. Còn Heavy thì nãy giờ khá im hơi lặng tiếng. Heavy vẫn đang bị giữ lại bởi God of War ở phía sau lưng. Họ không dám lao lên, trong khi đó trước mặt họ là một con quái vật. Trước mặt họ là một team Flash tuy chỉ có 3 người thôi, nhưng sát thương đến từ M79 là cực kỳ nhiều. Nếu không cẩn thận Heavy hoàn toàn có thể bị quét sạch. Heavy quyết định là sử dụng đó là nhân sự áp đảo để hoàn toàn lấn áp so với bên phía team Flash phía bên kia. ZBTC cũng đã quyết định là đẩy ra, và đó là một màn đối đầu giữa ZBTC cùng WG. Heavy đột chuyển hướng, họ không chọn team Flash nữa, họ chọn đó là ZBTC cùng với cả WG. Và đây có phải một lựa chọn thông minh hay không khi để cho bên phía Team Flash được free shot? Heavy độc hai người, Phú Đại cố gắng lao lên, Phú Đại nằm xuống, Heavy top 3. Và Team Flash đang đứng trước cơ hội để có được Buya cùng với WEG. Đội nào sẽ là đội có được thắng lợi thì có vẻ như đó là Team Flash. Họ vẫn đang còn nhiều người hơn. Và xin chúc mừng Team Flash với Buya, một cảm giác rất vô boss. Họ có thể sẽ vượt lên trên 9 SBTC trên bảng xếp hạng với cú Buya này. Ngã gục dành cho vị trí của Inge Esports. Có vẻ rõ ràng những tuyển thủ trẻ từ Esports đang chơi là rất tay. Đây là vị trí của team Flash, họ vẫn đang chưa có bất kỳ mạng ngã gục nào trong ván thi đấu này. Một giai đoạn đầu game lúc đồ không thực sự hiệu quả từ vị trí của team Flash, khiến cho trong giai đoạn này họ đang bị thiếu đi ở mình đó là một chút về hỏa lực. Trong khi đó thì VGaming vẫn đang rất khó khăn để có thể di chuyển ở bên trong bo. Wow. Và đó là một tình huống bắn đầu tới từ Kabi. Và wow, người phải nằm xuống đó là SUG DDS. Lúc này đây là Kabi và anh ta đang cố gắng tiến lên. Họ đang cố gắng bắn gục những thành viên đến Inge Esports. Nhưng rõ ràng Inge Esports này đang có rất nhiều sự lợi thế khi mà điểm nấp của Inge Esports ở phía trên cao là tốt hơn. Binsu đẩy vào nhưng Binsu còn lại rất ít máu. Binsu không còn cho mình đó là bóng kèo. Ba thành viên của VGaming đã phải nằm xuống thêm một lần nữa. Inge Esports
lại tiếp tục quét sạch thêm một team nữa để lấy cho mình tới 12 điểm hạ gục. Và trước mặt họ chỉ còn lại một đối thủ, đó là team Flash mà thôi. Shin cũng đã phải nằm xuống rồi. Lúc này nhìn thấy ở vị trí Flycam, chúng ta thấy rằng là Inger Esports đang có một điểm nấp khá đẹp. Bốn người của họ đẩy lên rất đồng đều. Và bây giờ sẽ làm tình huống mà Inger Esports di chuyển vào hạ gục vị trí Flash Bell. Dian là người có được mình mạ gục thứ 13 rồi. Và liệu rằng sẽ là 14 hay 15 mạ gục trong bàn thi đấu này đây. Chỉ còn lại đó là mình vị trí của Bloody đang bị tấn công. Bloody sẽ phải nằm xuống, Flash dừng chân ở vị trí top 3. Và chỉ còn lại duy nhất một người đến từ Step Up Gaming mà thôi, đẩy vào, đó là vị trí của Dian. Và sẽ là Booyah, một cảm giác rất Yomos dành cho vị trí Winger Esports. 30 điểm, một con số lớn, một con số rất lớn đến từ bên phía của Eagle Esports. Là vòng cuối cùng này nó lại là ở giữa đồng không bông quạnh. Lúc này thì lợi thế sẽ dành những đội nào đang nhiều keo, và thậm chí là Vgaming đến họ đã phải phá luôn cái xe để tránh những trường hợp cháy nổ. Và nói về keo, các bạn đang nhìn thấy là Khabi bây giờ thậm chí anh ta chẳng còn một quả keo nào cả, nên đánh nhau ở những cái nơi mà có địa hình chống trải như vậy là một điểm trừ cực lớn. Còn đây là WAG 9 keo dành cho Cyrus, đó là điều cần thiết để họ có thể tiến đến vòng bóng cuối cùng, và thậm chí bản thân họ còn có nhà để ở cơ. SE sẽ công vào căn nhà này, nó là điều chắc chắn. Không có lý do gì mà SE lại từ bỏ một cái miếng mồi thơm đấy như vậy. Lúc này thì đang được xả sát thương, họ vẫn còn để lại neo ở phía trên cái con đường để có thể kiểm soát đối phương ở tầm xa. Bây giờ thì sẽ làm tình huống mà SBTC họ sẽ muốn công vào những thành viên đến từ WAG. Thật ra trông WAG như vậy thôi, nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy là WAG họ chưa có được mình mạ gục nào. Hèn có một tình huống bắn đầu tốt và lấy được mạng đấy được Binsu. Bây giờ sẽ là khả năng dồn sát thương rất ổn tới những thành viên đến từ SE. Và như vậy là WAG cũng đã bắt đầu có được mình những mạ gục ở vị trí của God of War rồi. Vì mình cũng không thể di chuyển vào trong bò trong tình huống này, và họ đang phải nằm ngoài bò, đang bị tấn công rất nhiều hướng tới tất cả WAG lẫn cả vị trí SBTC Esports. Nhưng lúc này thì tôi đang nhìn thấy rằng SBTC Esports đã mất đi mình một người. Văn Thành cố gắng đẩy vào, Văn Thành bị bắn đến từ vị trí của Neo, và đó là mạ gục thứ 14 cho SBTC Esports trong ván thi đấu này. WAG còn 4 à? Và Văn Thành trước khi đi anh ta vẫn còn pick được hen, một lợi thế quá lớn dành cho bên phía WAG. 4 vs Tào không làm được thì không bây giờ thì là bao giờ dành cho bên phía của WAG. Cyrus có một khẩu 87, anh ta bắn tốt, SE đã có một người nằm rồi. Đó là khẩu lục đôi đến từ bên phía Thái Sơn, anh ta quyết định không phải ôm vì quá gần. Và đó là cái Booyah của làm rất cho bot dành cho bên phía WAG. WAG đầu tiên là xin chúc mừng, họ đã giành được một cú Booyah mà cảm giác cực kỳ Yomos. Nhưng cũng phải kể đến rằng là WAG đã có một tình huống chạy bò tốt khi mà họ đến với cái tâm bò cuối cùng mà gần như chưa phải nổ quá nhiều súng. Đứng ở trong tâm, và họ đang đứng ở trong tâm, họ bắn ra khi mà một thành viên cuối cùng của Vgaming thì phải không? Không phải cuối cùng, nhưng ít nhất thì Khabi đang bị bánh mì kẹp thịt khi mà cả God of War đứng ở bên sườn. Tôi thề mà Khabi mà sống được trong tình huống này chắc là tối nay tôi về từ mất ngủ, chắc chắn là như vậy, bởi vì vị trí đó quá khó sống, là chỉ có thể dựa vào Văn Thanh đứng ở vị trí xa và cố gắng làm sao để sinh tồn được mà thôi. Nhưng Văn Thanh cũng đang bị pick bởi Bloody với một khẩu ốp, tức là Bloody biết được rằng có người ở đó. Nhiệm vụ của Văn Thanh bây giờ nên đóng vai trò là người cuối cùng của Vgaming đi. God of War cũng đang gặp khó khăn, Flashy đẩy lên khẩu Rosa của mình. Anh ta tìm mục tiêu trước mặt là DT9, và để xem ai mới là người chiến thắng trong cái cuộc chơi này. God of War bị hạ trước, và như vậy là Vgaming vẫn còn cả hai người, 4-2. Bây giờ thì thở kiểu gì đây? Vẫn sẽ là một cái bài đánh quen thuộc dành cho vị trí của team Flash. Wow. Khi mà Flash họ luôn kiểm soát bo cuối một cách cực kỳ tuyệt vời, và đó là Booyah, một cảm giác rất Yomos dành cho vị trí của team Flash.
Nhưng team Flash đang bị cản lại. Và Godwalk hôm nay bắn quá cháy. Flash dừng chân ở vị trí top 6 mà thôi. Và Godwalk họ đang tiến tới rất gần cái team ở phía đây của mình. Chính xác. Và chúng ta thấy bên này P cũng đã dừng chân top 5. Peter sẽ vẫn được cứu hay không? Câu chuyện là có, vẫn cứu kịp. Đẹp này, 14 điểm gục dành cho bên phía của Godwalk. Bên phía này VKBIN còn cho mình hai người là Văn Thanh và Bảnh. Họ có một cái nóc. Và có vẻ như là Eagle Sport cũng đã phát hiện ra rồi. Văn Thanh, ôi, vẫn là cầu gõ kiến của mình để xem anh Tam Bảy như nào. Tôi muốn đúng rồi, tôi muốn xem cái góc cao của Văn Thanh để xem anh Tam Bảy như nào. Heavy đã đi ở tô thứ 3. Chúng ta sẽ có một pha 2v2, 2v3. Và God of Group rõ ràng là tuyển có nhiều cơ hội nhất. Có vẻ như là top 2 sẽ là cuộc tranh giành cho VKBIN và bên phía Eagle Sport. Và chỉ là God of Group sẽ chọn ai là top 2 thôi. Eagle có lẽ là đội sẽ lộ mặt trước. Và chúng ta sẽ có thứ tự sẽ là Eagle top 3, VKBIN top 2 và Godwalk top 1. Mr07 đang hết keo nha. Nhưng mà bây giờ vòng bóng cuối cùng đã khít lắm rồi. Eagle Esports về vị trí thứ 2 và vị trí thôi các bạn là về vị trí thứ 3 và VKBIN về vị trí thứ 2. Chúng ta đã có tên của đội tuyển Buya ở trận đấu thứ 8 trong ngày hôm nay. Và xin chúc mừng bên phía của Godwalk khi họ đã vừa giành được một cú Buya, một cảm giác cực kỳ yêu bốt. Đón xem giải đấu Yomot VFL Spring 2023 chế độ sinh tồn tuần thi đấu thứ 3 vào lúc 17 giờ ngày 3/4/5/3/2023.